Xin chào tất cả anh em. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cập nhật game Modern Warfare ở trên hệ điều hành Android. Không nói nhiều và lòng vòng nữa, bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cửa hàng Google Play và các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng đó là Kiwi VPN. Đây, nó chính là cái ứng dụng này. Anh em nào mà chưa cài đặt thì anh em tải nó về và tiến hành cài đặt nó. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi nên nó sẽ hiện ra cái chữ mở ở đây. Nó chính là cái ứng dụng này đây. Bước thứ hai ấy, anh em cần phải chuẩn bị đó là anh em sẽ phải có hai cái tài khoản ở trong cái cửa hàng CS Play. Đây, như anh em thấy đây, hiện nay là mình đang có là khoảng 3-4 cái tài khoản ở trong cửa hàng Google Play. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, và cái hiện tại mình đang để là 4. Đó, sau khi chuẩn bị hai bước đó xong thì mọi người sẽ tiến hành vào cái phần cài đặt. Các bạn tìm đến cái ứng dụng và thông báo. Tiếp đến thì các bạn sẽ ấn vào xem tất cả ứng dụng. Ở trong máy mình đang có 76 ứng dụng thì nó sẽ hiện là 76 ứng dụng. Rồi, sau đó mọi người tìm đến cái phần ứng dụng của cửa hàng Google Play. Đây. Mọi người xóa cái bộ nhớ đệm của nó. Bộ nhớ và bộ nhớ đệm. Rồi mọi người sẽ tiến hành ấn xóa bộ nhớ. Ok. Sau khi đã xóa bộ nhớ xong thì các bạn ấn quay trở về. Và ở cái phần phía bên trên góc bên phải ấy, mọi người sẽ thấy cái dấu đó là dấu 3 chấm. Mọi người sẽ ấn vào. Và mọi người sẽ ấn vào gỡ cài đặt bản cập nhật. Ok. Rồi sau khi mà gỡ cái bản cập nhật của Google Play xong á, thì mọi người tiến hành vào cái ứng dụng Kiwi VPN. Cái ứng dụng này thì đôi khi nó sẽ xuất hiện quảng cáo thì anh em cứ bỏ qua nó đi. Rồi sau đó mọi người sẽ ấn vào cái dấu ba gạch ở phía bên trên góc bên trái. Mọi người sẽ ấn chọn máy chủ. Thông thường thì mặc định là chúng ta sẽ đang ở máy chủ của Việt Nam. Ở đây nó đang xuất hiện quảng cáo thì mọi người cứ đợi và bỏ qua nó thôi. Sau khi đó thì mọi người sẽ tìm đến phần máy chủ của Singapore. Mọi người ấn tích vào nó. Sau đó thì ấn vào kết nối. Rồi sau khi mà kết nối thành công thì máy nó sẽ báo là đã kết nối. Lúc này anh em chờ khoảng độ 10 đến 15 giây. Sau đó anh em sẽ thoát ra. Bây giờ thì mọi người sẽ vào cái phần cửa hàng CH Play và tìm ứng dụng Modern Warship hoặc là tàu chiến hiện đại cũng được. Mình sẽ tìm ở đây là tàu chiến hiện đại. Hiện tại thì anh em vẫn sẽ không thấy nó ở trên cửa hàng CH Play. Đấy là lý do tại sao mà lúc đầu mình đã bảo anh em là hãy chuẩn bị sẵn ra hai cái tài khoản. Chính là hai cái tài khoản ở bên cái hình logo đại diện của mình ở phía bên trên góc bên phải đó. Thì nếu mà anh em không tìm được á thì anh em sẽ ấn vào cái phần chuyển tài khoản. Anh em chuyển sang bất kỳ một cái tài khoản nào thứ hai mà anh em đã chuẩn bị. Ok, sau khi mà nó đã chuyển sang một cái tài khoản khác ở phía bên trên góc bên phải, anh em đã thấy nó mình đã đổi sang tài khoản khác rồi. Thì lúc này mọi người sẽ ấn vào cái ô tìm kiếm và mọi người gõ là tàu chiến hiện đại hoặc là Modern Warship cũng được.
Thì lúc này anh em sẽ thấy ở đây ấy, là cái ứng dụng đầu tiên này này, nó chính là cái ứng dụng mà anh em đang cố gắng cài đặt mà không được đó. Anh em sẽ click vào nó và anh em sẽ ấn vào phát hoặc là tải về. Thì ở đây ấy, anh em mà tải về rồi ấy, thì nó sẽ hiển thị cái chữ là cập nhật, mà nếu anh em đã cập nhật rồi thì nó sẽ hiển thị là cái chữ phát đó. Thì ở đây mình sẽ ấn cập nhật luôn. Đó, thì đến cái bước này anh em chỉ cần có mạng Wi-Fi hoặc là cái mạng 3G gì đó anh em tải về. Sau khi tải về xong thì anh em tiến hành cài đặt và chơi như bình thường. Đây, đây chính là cái ứng dụng mà sau khi anh em tải về xong nó sẽ ở đây đây. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách để cập nhật lại game Modern Warship khi nó bị ẩn khỏi cửa hàng CH Play tại server của Việt Nam. Mọi ý kiến đóng góp của anh em để lại dưới phần comment giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Cảm ơn anh em.